Sau khi các em tìm hiểu bài 18 có công cụ trợ giúp soạn thảo đã xong, bây giờ thầy sẽ thực hiện các thao tác tìm kiếm cụm từ quê hương và ta sẽ thay thế cụm từ là quê em. Thì ta thực hiện lệnh thay thế thì các em sẽ vô edit. Các em chọn relate. Relate. Như vậy cái hộp thoại fill and relate này sẽ xuất hiện. Ở đây các em tại ô fill white, các em gõ cụm từ quê hương. Và ô relate quick, các em gõ cụm từ quê em. Sau khi thực hiện xong, tôi có thể nhấn finish đó để thực hiện tìm kiếm các cụm từ quê hương đó. Đấy. Và tôi thực hiện relate all để thay thế tất cả. Như vậy tôi có tốn từ, em quan sát có tốn cụm từ quê hương để thay thế thành quê em. Rồi bước của Nam cuối cùng tôi đánh nút cloud. Như vậy các em quan sát là đã được thực hiện thay thế rất là nhanh. Như vậy bề mặt tốn trong việc các em thực hiện, các em nắm cho thầy tìm kiếm và thay thế. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn thêm về bề thực hành số tốn. Các em hãy gõ vào trình bày ở cao heo trong sách giáo khoa trong 122. Ở bề thực hành số tốn này, để thực hiện định dạng theo kiểu liệt kê và danh sách, thì muốn định dạng theo kiểu liệt kê và danh sách, các em bâu đen đoạn văn cần định dạng. Chúng ta sẽ vào format chọn bullet and number. Dọn liệt kê thì chúng ta sẽ chọn có cái hình để dọn như này. Dọn số các em sẽ tìm định dọn có hình như ví dụ này. Thay ví dụ như dọn liệt kê ký hiệu đây. Đấy. Ta muốn hủy bỏ ta kích vô đây. Đấy. Ta muốn chọn lại ta kích vô đây. Như vậy thầy đã hướng dẫn cho các em định dọn kiểu định liệt kê và kiểu số format. Thầy muốn đổi này. Đấy. Vô format chọn bullet and number. Đấy. Dọn liệt kê và dọn số. Đấy. Như vậy các em sẽ tìm hiểu được cho thầy hai nội dung. Thứ nhất là thực hiện việc tìm kiếm và thay thế. Đấy. Thứ hai là chúng ta sẽ thực hiện việc định dạng kiểu liệt kê và kỹ số, đó là bullet and number.